Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của anh em mình. Thì hiện tại bây giờ anh em mình đang đi ra ngoài bờ biển. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn về một thực phẩm mới. Nhưng mà cái này cấm với các bạn ạ. Anh em mình đi bắt này. Bắt trộm đấy. Đi bắt trộm thôi chứ không phải là được khai thác các bạn nhé. Cái đi bắt hải sản. Ở này là Nhật Bản thì nó khác với Việt Nam, là những cái đồ gì thuộc về thiên nhiên ấy, thì tất cả đều phải đóng thuế, có giấy phép mới được khai thác. Chứ không như kiểu Việt Nam mình là cái gì thuộc về thiên nhiên là vô chủ, là cứ thoải mái khai thác là không được. Ở đây này là rất là khắt khe về luật. Thế là bây giờ anh em mình sẽ ra bờ biển và giới thiệu cho các bạn về hải sản ngày hôm nay. Mình đã ra đến bờ biển rồi các bạn nhá. Ở ngoài bờ biển gió nó hơi to nên là có khi video nó hơi ồn thì mong các bạn thông cảm nhá. Mang tiếng là sang bên này làm thủy sản ở gần biển ấy, nhưng mà mùa hè cũng không thể nào ra biển mà tắm được các bạn. Mình ở Hokkaido, lạnh nhất Nhật Bản thế này nhá. Mùa hè ở đây cao nhất thì nó cũng chỉ tầm 28 độ thôi. Còn những ngày bình thường như hôm nay là 15-16 độ. Nước biển buốt lắm, thế nên là không thể tắm được các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ xuống và tìm nhé. Tìm, hôm nay con này hôm nay anh em mình tìm sẽ là con ngao các bạn nhá. Còn như ở các vùng khác gọi là con nghêu ấy. Còn tiếng Nhật nó là con asari. Bây giờ anh em mình sẽ xuống và tìm nhá. Các bạn ơi, mình vừa mới ra một tí mình bắt được một vốc rồi này. Thế đây là hôm nay con này anh em mình giới thiệu với con này nhá. Hôm nay anh em mình giới thiệu với con này. Đây là con asari của Nhật Bản. Thì nó giống con ngao ấy, nhưng mà màu sắc nó khác ngao Việt Nam. Đấy, ở đây nhiều lắm các bạn ạ. Nhưng mà cấm bắt ấy, thì anh em mình bắt trộm trộm thôi. Im lặng. Thế này bắt mau rồi về. Các bạn nhìn rõ không? Cẩn thận nha, ông đứng rồi đây, nó chạy, nó bò ngang ấy. Đấy, đúng rồi. Thằng mai thôi mà, gì nguy hiểm thế ông? Hả? Không đau lắm. Đâu có nào. Bắt không được rồi. Trời ơi, chơi đi, rót chứ. Đây, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Dính rồi. Ơi, bỏ thế. Đây, tôi cầm mang. Trời ơi, ông cầm này, cắt hết. Đã ấm rồi các bạn. Ấm rồi, chứ con này là ấm rồi. Ấm rồi. Thì bắt thì anh em mình bắt là cứ rà chân, thấy nó cọn cọn múc thôi, thò tay thôi. Các bạn biết như kiểu dân trai ở nhà không? Đấy, đi hồ dân trai nó cũng thế à. Nó cứ cọn gọn chân có thì móc, đúng là được thì được ngao, không thì được đá.
Đây có con này các bạn. Đấy, to các bạn. To lắm, năm nay to lắm. Cái năm ngoái nhà mình cũng bắt. Đây các bạn, nếu mà điện đặc biệt nhận dạng dễ nhất thì thử con nào nó nhô một ít người lên trên cát ấy, nó có rong bám vào. Đấy, không nhìn đâu. Đây này. Tuyệt vời. Cái này về hấp xả uống bia chấm hết. Hôm nay cái quàng lội thít ở kia các bạn. Đi gần lại đây đi. Không cần phải xa vậy đâu. Bây giờ mình đang tiến lại gần chỗ Tuấn Anh và Quang. Nhìn cái hai anh em kia là một túi to lắm rồi. Hôm nay ngao có vẻ ít hơn các bạn. Còn nào mình bắt nhiều lắm, nó ít lắm. Mà ngao toàn vỏ, chết rồi, nó chết rồi. Nhưng mà lại kiếm nhiều con hốc kỳ. Đây, túi của Quang Tuấn Anh đi các bạn ơi. Nhiều chưa. Ui, cả ngao to. Hiện tại nước biển đang dâng rồi các bạn ơi. Kéo anh em mình phải bắt mau mau lẹ lên về thôi. Nước biển lên rồi. Con này đen quá nhỉ. Vừa bắt được tí nước biển đã lên rồi. Ui sóng to này. Các bạn ơi, nước dâng lên gần đến chỗ mép mình để dép rồi này. Không lẽ là chỗ nó sỏi xong bắt đầu ra chỗ cát xuống nước ấy. Giờ thì nước dâng hết lên rồi. À, thành rất là vẫn đang rất chăm chỉ bắt. Cái khu đây là anh em mình dặn là đục ngầu hết rồi các bạn. Đây này các bạn này. Đồ bịch rồi nhá. Thì nữa mình sẽ khoe cho các bạn xem. Vì là anh em mình cố gắng bắt thêm một tí nữa. Bởi vì ở nhà rất nhiều cái tàu há mồm đang đợi. Nên là anh em vẫn phải cố gắng. Chứ không về không đủ ăn. Về nấu món gì nhá? Nghêu hấp xả. Không? Anh em ơi, đây là thành quả của anh em ngày hôm nay nhá. Quê ông bạn ơi, toàn ngao. Đây, hôm nay là chiến lợi phẩm được con hốc kỳ này. Mình chưa biết Việt Nam gọi là cái gì đấy. Con trai. Để về mình nghiên cứu rồi sẽ giới thiệu các bạn sau. Tuyệt vời các bạn ơi, con này nhìn giống con trai. Kiếm lại con này rất là nhiều luôn. Ngao thì không bằng mọi năm, nhưng mà năm nay thì con hốc kỳ tuyệt vời. Con này được bữa đã đời rồi. Không, chưa chết đâu. Nhìn bỏ chưa chết đâu. Con này này. Con này tuyệt vời chưa? Một. Đây nữa, túi bên này nữa. Đấy. Thế là được chưa? Thì bây giờ anh em mình sẽ kiếm thêm ít cua nhi đồng nữa về để ăn muối nhá. Hôm nay là mùng 1 tháng 6 đúng không? Quốc tế thiếu nhi bắt cua nhi đồng về ăn. Luôn vào đây. Đi. Đi về. Lên. À. Đây các bạn ơi. Thì nhà mình bây giờ hiện tại là gần 4 giờ rồi. Thì là gần con này được 3 tiếng hơn rồi. Thì bây giờ nhà mình sẽ rửa và hấp nhá. Không biết bên trong còn cát không nhá. Về ngâm muối với lại ớt rồi. Ui ớt cho nó tắm ngâm giờ sặc sụa mà ớt vào không ho sặc sụa từ mấy giờ ấy. Thế em mình đã rửa rồi nhá, giờ thì rửa qua nữa thôi là cho lên bếp. Hấp nha các bạn nhá. Bây giờ nhìn không to. Giờ nhìn to nhỉ. Không ấy thấy bình thường thôi. Giờ về nhìn to kinh luôn. Toàn con to à? Ừ. Thì nặng cũng phải được 6-7 cân nhỉ. Ừ. Ba rổ không bằng một rổ vẫn là kia rồi.
đây các bạn nhá, được hai nồi to vậy này, không còn dư để dành, không ăn hết được. Bây giờ đợi xem một lúc nữa xem nó sôi nó mở miệng nhá. Sau này được rồi nha các bạn nhá, mở hết miệng rồi, hấp dẫn chưa? Bếp tối quá là quay không được đẹp các bạn. Rồi mình sẽ bỏ vào nồi ra nhá. Cái này được chưa? Chưa không? Đi. Chưa. Có cái này lên cái chưa mở hết miệng đấy. Bây giờ mình sẽ check con cho các bạn xem nhá. Ngâm 3 tiếng vậy nhưng mà cũng không hết cát các bạn. Cát vẫn còn khá là nhiều cát này. Thì mình chuẩn bị thêm cái bát nước bên dưới. Bảo không chụp mà lại. Đấy ra rửa qua nước đi. Thì anh em mình sẽ chấm bằng nước mắm, gừng, tỏi, ớt nhá các bạn nhá. Cái này có gừng và chấm nó mới ngon. Sẵn quá, ăn nên biết được sẵn quá. Hấp dẫn thế. To nhỉ. Wow, ngọt dai quá các bạn ạ. Tuyệt vời. Sao anh không dẫn được phải tự đi cơ. Bắt con này là bắt một con phải lê xung quanh nữa thì quá. Có. Còn bắt được một con thì phải lê xung quanh nữa thì quá vậy. Chỉ chỗ tự nhiên bắt. Bị người ta bắt thì chạy thôi. Đúng khai của anh đây nhé. Cái đầu tiên chẳng ăn. No quá. Thế anh em mình xin dừng video này ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn hãy ủng hộ kênh cho anh em mình nhá.